Chiều ngày 11 tháng 10, ông Phạm Hùng Thái, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cùng lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy đến thăm chúc mừng cán bộ công chức cơ quan Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy nhân kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng. Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, ông Phạm Hùng Thái ghi nhận đánh giá cao những kết quả mà ngành kiểm tra Đảng của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua, trong thời gian tới Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy mong muốn tập thể cán bộ công chức ngành kiểm tra đảng của tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những kết quả đạt được, nỗ lực phấn đấu đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết 11 Đảng bộ tỉnh đã đề ra.